Chào các bác nha, hôm nay lại đi, hôm nay bận đi bắt cua. Hôm nay vừa cua vừa cá các bác. Úi trời ơi, con này ăn mày. Hôm nay đi bắt cua. Cái lúc mình không bắt thì nó lại đầy. Hôm qua nhiều lắm các bác này. Ô, chả thấy con cua nào này. Có người đi bắt trước hả? Chết phải, nó đi hút mẹ đâu hết rồi. Hôm qua nó mới đang đổ xô với nhiều nhỉ. Ngay cả cá còn đếp thấy con nào ấy. Đi đâu hết rồi. Đấy, cua đấy, đấy đi, được rồi. Đây, có to này chứ. Cho vào xô ấy. Đấy. Ui. Lươn các bạn. Thế. Ô, mẹ vỡ mẹ thì chín rồi. Cua này các bạn ơi. Này con cua cái. Có gì?
Ô, nhanh cái gì? Nó nào nó chui ở đây mà. Con cua, to bự ấy. Nhanh thế. Ô, nó nào nó chui ở đây. Ở đây cua đây các bác ơi, cua đây đi. Rất nhiều như các bác ạ, nhưng mà nó hơi bé à. Lấy cua nữa các bác ơi. Anh vô nó kịp đầu lắm. Ây dạ.